Sao em lại ở đây? Paris của anh đây à? Anh nóng chảy mỡ ra bởi vì anh mải ôm con Romeo sống cuối lọ này đúng không? Dạo này á, vắng nhà hơi bị nhiều ấy. Người ta không thích đâu. Mà vắng nhà thì chắc chắn là lương được tăng đúng không? Em vừa đưa con đi đến nhà bạn chơi, sớm quá chẳng biết làm gì, định đi sửa móng tay này. Thôi, anh làm gì làm tiếp đi. Đến đây sớm với em ấy nhá. Giữ gìn sức khỏe đấy. Yêu anh. Bye bye. Anh. Sao em lại ở đây? Paris của anh đây à? Anh nóng chảy mỡ ra bởi vì anh mải ôm con Romeo sống cuối lọ này đúng không? Thời buổi gì mà các loại trà xanh tiểu tam dám vênh mặt lên như thế hả? Không biết nhục à? Em. Anh trả lời đi. Nó có cái gì hơn tôi? Ngoài già hơn và xấu hơn hả? Ừ. Thì cứ cho là tôi già hơn và xấu hơn đi. Thế còn cô thì sao? Đẹp hơn, trẻ hơn, và mất chồng à? Chờ mới nói chứ. Còn hổ ly này. Hòa vốn rất tự tin vào ngoại hình của mình, nhưng rồi một ngày nó phát hiện chồng ngoại tình, thế rồi lập tức ly hôn không một chút đắn đo. Mẹ ơi, nó dắt theo con trai đường đường chính chính xông vào nhà tôi, làm tôi như bị giáng thêm một cú đánh chí mạng. Phim Tình trạng đã ly hôn sản xuất bởi Viettel Media.